Thời gian qua thì lực lượng công an xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, qua đó đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ cuộc sống bình yên cho buôn làng. Xã Bảo Thuận, huyện Di Linh là xã có 97% người đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 94% người dân theo đạo Thiên Chúa và Tin Lành. Trước đây, phong tục tập quán của bà con còn lạc hậu. Lễ cưới hỏi ma chay diễn ra nhiều ngày, tình trạng thanh thiếu niên quậy phá, vi phạm luật giao thông đường bộ còn nhiều, đặc biệt là tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngay sau khi lực lượng chính quy được phân công về xã nhận nhiệm vụ vào năm 2020, lực lượng công an xã Bảo Thuận đã xác định công tác vận động tranh thủ chức sắc già làng, người có uy tín để làm công tác vận động bà con, tín đồ, cũng như người đồng bào dân tộc thiểu số, chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước là công tác trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế của địa phương. Nhờ uy tín già làng nên mình vận động là người ta nghe, đặc biệt là thanh thiếu niên. Chú thường vận động là nếu muốn làm người tốt mình phải biết làm việc, bỏ đi những tật xấu của mình, thì lúc đó mình mới thành người được. Những thanh niên đó bây giờ đã lấy vợ, không còn quậy phá nữa. Hiện nay, giáo xứ có khoảng 6.800 giáo dân, linh mục thường xuyên nhắc nhở bà con sống tốt đời đẹp đạo. Thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo, giáo xứ đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động giáo dân trong giáo xứ, chủ động tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tố giác tội phạm nhằm giảm thiểu các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra, đặc biệt là thanh thiếu niên chưa đủ tuổi tham gia giao thông. Giáo xứ Kala và công an xã đã có sự trao đổi, thông tin, các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự, các trường hợp vi phạm pháp luật và các vấn đề mà giáo dân thuộc giáo xứ quan tâm trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Tức là đã có bước đầu, đã có kết quả rất là nhiều trong vấn đề, đặc biệt là trong vấn đề mà ma chay. Mà trai thì họ có thay đổi nhiều từ vấn đề những cái hủ tục, giờ họ có thể bỏ dần dần đi và họ đi có đến nhà thờ để mà làm lễ cử hành lễ an táng cho người quá cố, rồi họ cũng bớt đi những cái mê tín dị đoan, họ thấy bớt đi nhiều. Để thực hiện cái công tác này và duy trì cái mô hình này thì thời gian tới thì công an xã Bảo Thuận sẽ tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban xã cùng với các ban ngành đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ vào cuộc hệ thống chính trị thôn, tăng cường công tác vận động quần chúng nhân dân hơn nữa và thường xuyên có những phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các cơ quan có liên quan để tổ chức các cuộc vận động sâu rộng và đạt hiệu quả cao hơn nữa. Từ năm 2020 đến nay, đã tuyên truyền cho người dân giao nộp vũ khí gồm 5 súng líp, 15 viên đạn, 27 súng tự chế và nhiều vũ khí thô sơ. Với cách làm linh hoạt, công an xã Bảo Thuận luôn nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân. Người có uy tín, chức sắc tôn giáo luôn thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, thật sự là cánh tay nối dài của Đảng trong công tác vận động quần chúng, đưa chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số và giúp đồng bào ổn định đời sống, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.